Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha, yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé mọt này uống, dù chỉ một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Suy niệm: từ bỏ là quy luật của sinh tồn và phát triển. Người làm vườn phải tỉa bỏ những nhánh dại, cành khô để cây tăng trưởng. Hằng ngày, cơ thể chúng ta vẫn luôn hoạt động để loại bỏ những chất thải, những tế bào già nua, bệnh tật. Nếu những chất độc còn ứng động trong người, sự sống của chúng ta không những không phát triển mà còn bị đe dọa nữa. Trong đời sống siêu nhiên cũng thế, nếu muốn tăng trưởng, chúng ta cũng phải chấp nhận quy luật từ bỏ. Từ bỏ chính mình để theo Đức Kitô, sống theo mẫu gương và giáo huấn của Ngài. Can đảm từ bỏ tội lỗi, những tính xấu mê, nết xấu sẽ đem lại cho ta sự tự do và giúp cho nhân đức được nảy nở không ngừng. Nhiều khi vì vô tình, chúng ta dung dưỡng những cách ăn nết ở, những thói xấu làm hư hỏng đời sống chúng ta. Không ai có thể tự hào rằng mình đã hoàn thiện và không còn gì để từ bỏ cả. Bao lâu còn sống, chúng ta còn phải khiêm tốn xét mình và sửa chữa, phải kiên trì bắt đầu lại hàng ngày. Chúng ta hãy kiểm điểm lại trong nội bộ nhóm, cộng đoàn, có điểm tiêu cực nào cần phải khắc phục không? Tôi cảm ơn Chúa vì những tài năng, ơn phúc Chúa ban, đồng thời nhận biết và sẵn sàng loại bỏ những gì cản trở ơn thánh hoạt động nơi tôi. Tôi cảm ơn những ai đã giúp tôi nhận ra những nhược điểm của mình. Chuyện kể rằng, có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau, vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy. Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: dại gì, ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải tan nát trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ. Thế là nó chọn một gốc trong kho lúa để lăn vào đó.
Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang dèo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì, nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng chịu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu mời chúng con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Xin cho chúng con kiên trì noi theo mẫu gương sống thánh thiện để chúng con ngày càng nên giống.